Ok và hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình. Thì mình là Bon Video. Ok, thì hôm nay mình sẽ tiếp tục trên Minecraft sinh tồn 1.16. Ok. Học thì rốt mà suốt ngày cứ sim bổ lốp. Lốp lốp cái địt mẹ chúng mày. Dạ yeah. Ok thì trong tập trước vãi nồi mới vào mà. Ok thì trong tập trước thì mình đã có xây được một cái chuồng các bạn ơi. Đấy, mình đã có nhân giống cái thứ lên này. Ôi, nhiều vãi nồi nữa các bạn. Có cừu nè, bò nè và mình đã dẫn gà về các bạn ơi. Ôi nhiều trứng vãi nồi này, mình mới cho nó ăn. Ôi 10 trứng. Ok nha, mình đã có trang trí bằng mấy cái cục đá mình lấy ở bên Nether các bạn ơi. Đấy. Thì mình sẽ cho các bạn xem là mình đã có trang trí khu vực ở Nether của mình lại các bạn. Uầy, xịn sò con bò chưa? Đẹp vãi nồi các bạn. Đấy, thì mình cũng đã có trong thời gian dưới 2 tập thì mình đã có trang trí cái nhà mình lại một tí các bạn ơi. Đói, mình có đó dọn hết một đống lúa ngay đây rồi. Mình đã có trang trí cái nhà mình lại. Đấy, các bạn nhìn thấy cũng được mà đúng không? Đấy, mình đã thì ở trong mấy ngày gần một tuần mình không quay clip ấy thì mình đã có đi mai mà mình tìm được rất là nhiều kim cương các bạn, 42 viên kim cương các bạn, đấy và vàng cá đỏ, lapis này và có cả sắt mình đang nung trong đây nữa các bạn ơi, đấy và rất là nhiều khoáng sản luôn. Thì trong thời gian giữa một tuần qua mình đã có chơi đấy, mình không quay clip được ấy tại vì có một số chuyện ấy, mình đã có đi mai và tìm được rất là nhiều kim cương và khoáng sản luôn. Thì ok thì ở trong tập này ấy mình sẽ xây một cái khu vực để nuôi ong các bạn ạ. Thì trong thời gian giữa hai tập mình đã có đi qua bên hướng bên này nè các bạn, hướng mặt trời này các bạn, mình đã thấy được một cái tổ ong. Hy vọng là cái tổ ong nó sẽ có ong ấy. Ok thì mình sẽ đi qua cho các bạn xem. Ok thì sẽ đi hướng bên này. Thì ở cái mục tiêu của tập hôm nay ấy thì mình sẽ đi qua đó mình xây một cái dựng của tổ ong để xây dựng có trang trại ong ở hướng bên khu vực này nha các bạn. Đấy, mình sẽ xây một cái tổ ong và mình sẽ trồng lúa. Mình có thể là mình sẽ trồng lúa ở trong để cho mấy con ong nó giải phóng lên là lúa mọc nhanh hơn các bạn ơi. Đấy, ok thì mình qua đây mình cho các bạn xem tổ ong. Rất là tình cờ đó các bạn ơi, mình đi khám phá thì mình phát hiện ra được một tổ ong nó nằm gần ở đây thôi. Sao ta? Ở đâu nhỉ? Chết mẹ, quên chỗ các bạn ơi. Ui, tổ ong nằm đâu ta? Hello my friend. Ui, chỗ ong nó nằm hướng nào ta, mình quên. Mình nhớ ở đây có nhiều ho. Chỗ nào ta, mình quên cái chỗ có tổ ong các bạn ơi. Ôi vãi nồi chứ. Ok, để mình tìm cái chỗ mà có tổ ong để mình cho các bạn xem. Hình như là nó nằm ở bên hướng bên này nha các bạn ơi. Ôi con bò kìa. Đâu nhờ? Vãi cả nồi, tổ ong mình mới thấy nó nằm ở bên đây mà các bạn. Ui, vãi cái chưởng ấy. Đâu nhờ? Ui, vãi nồi. Tổ ong của tôi, my friend. Ui, mình nghĩ là mình đi ngủ các bạn ơi. Từ từ mình gặp tổ ong thì mình sẽ skip qua cho các bạn xem. Ok chưa? Về mình đi ngủ đây. Trời tối các bạn ạ, mới vào một tí trời đã tối. Cây vãi cà nồi, ui nhà mình từ xa nhìn đẹp vãi nồi các bạn. Đã thay đổi cái mái nó màu xanh xanh một tí, ui nhìn cũng được quét nhờ. Ra mình sẽ vào mình tìm mình sẽ đi ngủ các bạn. Ui con Enderman kìa. Nếu bạn không biết chỗ nào farm Enderman ấy thì các bạn vào đi nữa bạn ơi. Chắc là nhiều chỗ để Enderman xuất hiện luôn. Quá nhiều luôn. Ok mình sẽ đi ngủ đây. Ok các bạn ơi, thì mình đã biết được cái chỗ có cái tổ ong các bạn ơi, thế này nó nằm bên đây các bạn. Nãy giờ mình cứ nhầm là nó nằm ở bên khu vực này. Phải cái nồi thì nó nằm ở bên khu vực này các bạn ơi, mình cứ nhầm thôi. Tại vì lâu quá tuần trước mình tìm được ấy. Ok giờ mình sẽ dẫn mấy con ong về các bạn ơi. Mà để dẫn mấy con về phải băng qua cái khu vực có nước các bạn. Vậy mình phải làm một cái cầu các bạn ơi. Cái cầu để đi qua ấy. Mà để cho mấy con ong nó khỏi chết các bạn. Nhưng mà nó
Theo các bạn cũng biết thiệt luôn. Phải cái con nào nó nhảy nước khó chịu quá. Giờ mở cái con mực nha, giờ bố mày quay cho biết. Thì nó cứ các bạn không biết đấy, thì con ông ấy thì nó cứ bị là nếu mà gặp nước thì nó sẽ chết. Đấy, mình sẽ đặt cái cầu để cho nó đi qua cho thuận tiện mà. Rồi để mình giảm tiếng mấy cái con thú lại mày ơi. Ok. Mình giảm lại. Đấy, con nhỏ lại một tí chứ mấy con này ồn vãi nồi mày ạ. Rồi mực nhiều vãi mà mình chưa có cái gì để sử dụng hết mấy con mực này mày. Đấy, ok, mình sẽ xây cái cầu tạm nha bạn ơi. Rồi mình sẽ trang trí cái cầu này lại. Mình tạm sẽ tạm để cho mình đi qua để chở nó về thôi bạn ơi. Đấy, thì mình biết thì cái tổ ong mình bữa mình tìm được nằm ở khu vực bên này. Chúng ta ở đây đây. Nhớ là mình có cái hòm, cái hòm xanh xanh nè. Đấy. Ôi, tổ ong đây nè bạn. Ui. Tổ ong nè. Ok, bây giờ mình sẽ dẫn nó con về các bạn ơi. Mình sẽ lấy hòm. Đấy, một con các bạn ơi. Ui. Một con ong. Đấy. Thì ok thì cái tổ ong này là cái tổ ong mình tìm được trong cái phần chơi mà lúc trước mình chơi trong thời gian hai tập ấy. Ok thì giờ mình chỉ cho các bạn xem tổ ong này thôi. Bây giờ mình chỉ đi chặt gỗ và mình sẽ làm cái trang trại ong các bạn ạ. Đấy, giờ mình sẽ chặt mấy khu vực gỗ đây các bạn ơi. Ok. Thì cũng như mọi khi thôi, nếu video này đạt được 45 like hoặc 50 like ấy, thì mình sẽ giải tập tiếp theo các bạn ạ. 50 like thôi, chỉ cần 50 like thì mình giải tập tiếp theo. Đấy. Thì bạn nào muốn ui có táo này ngon chưa? Một cục táo luôn. Thì nếu bạn nào thích mình chơi sinh tồn ấy, đừng quên để lại một like, một subscribe ủng hộ kênh của mình nha các bạn. Đấy. Đó là động lực to lớn để ủng hộ kênh của mình các bạn ơi. Thì nếu bạn thấy quảng cáo xuất hiện trên kênh ấy, thì các bạn click vào để xem cũng như là ủng hộ mình một cái mì gói mà để mình ăn ấy. Rồi ok nha. Rồi mình sẽ chặt mấy cây gỗ các bạn ơi. Mình nghĩ là làm cái tổ cái trang trại ong này mình chỉ cần gỗ sồi, mình sẽ chặt người gỗ sồi các bạn ơi. Thì rất là may mắn luôn trong cái phần chơi mà trong một tuần trước ấy, một tuần qua ấy, mình không ra clip ấy thì mình đi mai rất là nhiều. Mình đi mai vãi cả nồi luôn các bạn ơi. Mà đi mai mà kinh khủng luôn ấy, mình đã tìm được rất là nhiều kim cương. Rồi nhưng mà không quay clip lại thì rất là tiếc luôn các bạn. Ok thì mình đã có được cái điều kim cương ấy, mình chặt gỗ cho nó nhanh các bạn. Ôi con bò này, hello my friend. Ôi ở đây có nhiều ho vãi các bạn ơi. Còn có trứng gà nữa các bạn. Ok, mình sẽ chặt mấy cây gỗ các bạn ơi. Đấy, mình sẽ chặt mấy cây gỗ này. Rồi, mình nghĩ là mình sẽ chặt một stack rưỡi gỗ các bạn mới đủ để xây nhà. Thôi để xây trang trại ông chứ mình cứ bị nhầm ấy, xin lỗi các bạn nha. Đấy. Rồi. Thì nếu bạn thích mình làm cái gì trên kênh mình cứ comment bên dưới bạn, một comment là một cái động lực để cho mình làm rồi. Thì bạn nếu mà bạn muốn mình làm intro hay là gì đó bạn cứ comment bên dưới hay là anh làm gì đó. Kiểu như các bạn phải để lại một cái động lực cho mình ấy, kiểu như là ôi anh làm video hay quá, anh có thể làm tiếp cho em xem được không, kiểu như vậy ấy, để cho mình làm. Ok. Ok nha. Mình nghĩ là như đây gỗ cũng đủ rồi bạn ơi. Thì đi về mình. Tôi mới dẫn mấy ông về sau bạn. Tôi mới sẽ dẫn mấy ông về sau. Và tiếp theo của mình là xây cái trang trại ong trước rồi. Đấy, ôi có cái cầu nè. Sẽ xây một cái trang trại ong nha các bạn. Đấy. Cái cầu này nó thiếu gì nhờ? Nó thiếu 4 cây trụ các bạn. Đấy. Mình xây 4 cây trụ lên kiểu như cho nó có giống cái cây cầu một chút các bạn ơi. Đấy. Vậy là từ bạn, từ mình sẽ trang trí cái cây cầu này sao. Ok chưa? Ôi, cái nhà mình đẹp vãi nồi các bạn. Từ khi mà mình trang trí thêm cái gỗ mà xanh xanh ở bên điện một ấy, rồi nó đẹp vãi nồi luôn ấy. Ok, giờ mình sẽ xây cái chuồng các bạn này. Cái chuồng của ngông thì mình 1 nè, 2 nè. Chiều dài mình nghĩ là chỉ cần 10 block thôi các bạn ơi. 2 nè, 3 4, 5 6, 7, 8, 9, 10. Đúng ta. 1 nè, 2 nè, 3. Ok. 10 block nha các bạn. Mình thêm 2 ô đi. Ở đây là 10 block đúng không? Đấy. Ok. Không hiểu sao cái cây rìu, cái cây sẻng cũng chắc này đào phét là nhanh vãi nồi. Mới đào phét thôi mà nó đã hư rồi. Ok, ở đây là 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đấy.
Ok ngay. Ok các bạn ơi, mình xây lên hai ô như vậy thôi. Mình sẽ đặt những cái slab trên. Ôi, ôi cái ở trong cái phần trước mình chơi mình tưởng đâu là hai sợi dây mình nó bị mắc các bạn, ai gì đâu hai sợi dây mình nó nhốt hai con lạc đà mình quên đấy, vãi cái nồi luôn chứ. Ok, mình sẽ lắp mấy cái cục slab ở trên các bạn. Đấy. Ok, vừa đủ luôn. Mình sẽ làm các bạn chế tạo rồi nha. Ôi vãi, có các bạn chế tạo ở trên kia mình quên chứ. Mình là thằng chú lười không các bạn. Có đâu là mình sẽ làm cái bạn chế tạo ở đấy luôn. Mình sẽ làm một cái hàng rào. Đấy. Trước khi làm hàng rào mình sẽ làm một cái cầu thang trước các bạn. Đấy. Ok ngay. Em mới xây như thế này các bạn ơi. Đấy, hình như cái chỗ này nó bị lỗi đúng không ta? Cái ngoài nó bị lỗi một tí các bạn ơi. Từ mình sẽ sửa lại các bạn. Không biết có đủ hay không các bạn. Ok, vừa đủ luôn. Ngoài chỗ này nó bị lỗi các bạn ơi. Nãy nó có 4 ô thôi. Hai ba. Ok, vô đây mình sẽ làm cái cổng này, cái cổng nó cho cái thú nó vào ấy. Một hai. Ôi, chỗ này bị có được tắt gì nhờ? Đấy, như hai ô như vậy nó mới hợp lý nè. Ok. Và mình sẽ xây mấy cái hàng rào bạn ơi. Mình để vô trong nhà mình hứa mình còn hàng rào không á. Ui, hết hàng rào, ôi còn 33 cái hàng rào này. Được của nó nha. Ok, mình sẽ làm thêm một ít hàng rào đi cho nó vừa đủ luôn. Đấy, sẽ xây. Ok ngay. Và ở trong này mình sẽ đặt những cái tổ ong các bạn ơi. Ở trong này mình sẽ nuôi mình sẽ làm mấy cái ổ tổ ong nhân tạo và mình trồng lúa bạn ơi. Đấy, nó sẽ hợp lý hơn. Ôi, trời tối bạn ơi, mình vào đi ngủ ơi. Vãi cả nồi mình mới vào 2 đêm rồi bạn ơi, đi ngủ đây. Ok. Ôi, nhìn cái nhà mình xanh xanh đẹp vãi nồi bạn. Ok, bây giờ mình sẽ đi lấy một ít cái xô bạn ơi, cái xô nhưng mình có xô này. Đấy. Mình sẽ đi múc nước các bạn ạ. Mình sẽ làm nước, mình sẽ làm 4 góc đi. 4 góc 4 ô các bạn ơi. Đấy. Ok, sẽ đổ nước vào. Ở gần mình có một hồ nước luôn, rất là tiện các bạn. Hai con lạc đà mình vẫn chưa có ý định làm gì với nó, mình nghĩ là mình xem cái chuồng cho mấy nó ấy bạn. Đấy, nó sẽ hợp lý hơn để chứ đừng mấy nó đứng ngoài nắng mưa gió thì tội với nó lắm. Đấy, xây một cái chuồng cho mấy con lạc đà nó sẽ ok hơn. Ok nha, 4 ô nước. Ồ, mình sẽ làm một cái cây cuốc các bạn ơi. Sẽ đào mấy chỗ này đi. Và mình chỉ cần trồng lúa lên và dẫn mấy con về thôi. Hợp con nhà bà Lý. Đấy. Ok, mình sẽ đào mấy chỗ này đi. Đấy. Ui, không biết là một cái 4 ô nước nó có đủ cho nguyên một đám săn rộng như thế này không bạn. Hy vọng là sẽ đủ bạn ơi. Đấy. Mình sẽ chừa một cái
các bạn phải chườm một, mình phải chườm một cái hàng chính giữa các bạn ơi, để mình trồng ho bạn. Cũng như là chườm một cái hàng chính giữa để mình trồng ho và trồng ho và mình đặt tổ ong các bạn ơi. Đấy, hợp con nhà bà Lý nó ngay mà. Ôi vãi nồi, mình lỡ luôn, lỡ tay. Tôi nói là chừa một cái hàng chính giữa mà tôi lỡ tay rồi. Ok. Đấy. Và mình sẽ đặt mấy cái tổ ong đấy. Xét là như thế này rồi. Ok, mình sẽ làm một ít hàng rào các bạn ơi. Làm thêm một, hình như trong nhà mình có gậy thì phải. Nhà mình cái gì cũng có bạn ơi. Ấy biết ngay mà có gậy mà. Ok chưa. Mình sẽ lấy mình sẽ làm một ít hàng rào đây. Ui. Đấy, ok. Mình cần 4 cái tổ ong thì phải. 1 cái tổ ong, 2, 3. Từ từ nha, để sắp xếp lại cho nó hợp lý tí. Đấy, có 4 cái tổ ong như thế này. Và mình sẽ đặt lúa xung quanh. Đó, ho những cái kệ không có cái cây gậy, mình sẽ đặt ho vào. Ví dụ như thế này. Đấy. Ok, mình sẽ làm cái lửa chạy vậy. Lửa chạy phải cần lửa than các bạn ơi. Ở nhà mình có than. Lửa chạy đâu nhờ? Ở đây. Đấy, hộp qua nhà bà Lý liền. Mình đặt 4 cái lửa chạy các bạn ơi. Đấy. Ok chưa. Và mình sẽ đặt 4 tổ ong lên. Để cần làm cái tổ ong nhân tạo thì mình phải cần có sáp ong các bạn ơi. Mình sẽ làm cái kéo mà đi qua cắt. Cắt sáp ong bên kia các bạn ơi. Ok, bây giờ sẽ đi qua chỗ mấy con ong các bạn ơi. Đấy. Ui, mình đang đói bạn. Ăn 2 trái táo vào thì hợp lý ngay. Ok thì bạn, nếu mà bạn muốn mình làm cái gì trong tập tiếp theo thì để comment bên dưới video cho mình biết nha. Đấy. Ok. Mình sẽ qua đây lấy một ít sáp ong các bạn ơi. Ui, đờ mờ nó. Để bên đây nè. Mình sẽ đặt cái lửa chạy bên dưới nè bạn, cho con mấy con ong nó khỏi chích mình đấy. Ok, 3 miếng sáp ong. Mình sẽ dẫn mấy con ong mày về bạn ơi. Sẽ có một con vậy. Thì theo tôi nào mấy anh hai ở. Ui, sẽ có một con ong vậy các bạn. Mình nhớ là cái tổ ong rất là nhiều mà, trước khi qua đó rất nhiều tổ ong luôn ấy. Ok, mình sẽ dẫn mấy con đi về các bạn ơi. Đi theo anh nào. Ui, nó bay đâu thế. Ok, đi theo tao này. Một con, đỡ một con các bạn ơi. Ok, mình sẽ làm cái tổ ong nhân tạo ở đây trước luôn. Để mình về đó cho nó chui vào luôn. Ok. Đây, cần thêm 3 cục gỗ à. Ok. Đấy, một cái tổ ong nhân tạo bạn ơi. Ok, đi theo tao nào. Về ngay. Một con, mình nghĩ là chưa không đủ để nhân giống các bạn ơi. Mình phải cần đi xa xa để kiếm thêm ấy. Hay là ở trong cái tổ nó vẫn còn ấy, sao nó không chui ra giờ. Đi theo tao nào. Cái con này mà nó đụng nước một cái là chết. Lý do là cái cây cầu các bạn. Ôi. Ok, mình đã trở lại các bạn ơi. Ok, thì nãy giờ thì mình đã có dẫn được mấy con ong về các bạn ơi. Đấy thì mình đã có xây thêm 4 thêm 3 cái tổ ong nhân tạo này. Nó có trồng thêm một ít tho dưới đây các bạn. Đấy, mình cứ sợ là mấy con nó bay xong nó bay qua hướng bên kia ấy. Thế giờ mình sẽ trồng rất nhiều ho chỗ này luôn các bạn. Chắc thêm 2 ô để mình trồng ho các bạn ơi.
Đấy thì mấy ngón đang nằm ở trong đây các bạn ơi. Đấy. Ôi, bây giờ việc mình sẽ trồng thêm mấy cái hạt chống lúa mì vào các bạn. Thầy sẽ vào để lấy lúa mì nha. Ui. Ôi, có con zombie Fitman các bạn ơi, nó chui ở đâu ra đấy. À, nó chui ở đâu từ cái cổng nó ra các bạn ơi. Phải nồi chứ. Ok thì mình lấy lúa để mình trồng rồi. Đấy. Ok chưa. Mình sẽ trồng lúa ngay đây. Ôi con ong các bạn ơi. Đấy. Mình cứ sợ nó bay xung quanh mấy cái nhà này bạn, nó bay luôn ấy. Vãi nồi. Ui. Ok đi. Ok là sẽ trồng lúa vào nha các bạn. Đấy. Ở đây thì ok hơn. Nó sẽ có nó sẽ trồng lúa nhanh hơn cho mình đấy. Ồ. Thì nếu bạn thích series của mình đừng quên để lại một like, một subscribe ủng hộ kênh mình nha các bạn. Đấy. 50 like thì mình sẽ vào tiếp tiếp theo. Đấy. Được của nó chưa? Rồi. Thế là xong các bạn ơi. Ok, giờ mình sẽ trang trí cái cổng này lại một tí nha các bạn. Mình sẽ cần lại làm một ít ván gỗ các bạn ơi. Đấy. Mình sẽ đặt lên. Ôi có một ông lại có một ông khác rồi. Đấy. Vải nột là chỉ cho con nhện ăn thử. Đấy. Quậy, mình cứ sợ là nó sẽ bay tùm lum ấy, được kệ đi. Thôi kệ. Ok, thì mình nghĩ video của mình đến đây đã kết thúc các bạn ơi. Thì nếu bạn nào thích series của mình ấy thì đừng quên để lại một like, một subscribe ủng hộ kênh mình các bạn. Đặc biệt là nhấn vào cái chuông để nhận thông báo mới nhất từ video của mình ấy. Ok. Bye bye các bạn. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Yes.